Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 28 tháng 4 trên kênh VTV Tiền và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã dự báo từ nhiều ngày trước đó, một đợt không khí lạnh tăng cường thêm sẽ ảnh hưởng khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5. Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 5, nhiệt độ ban ngày và đêm sẽ giảm mạnh xuống mức từ 3 đến 5 độ. Nhiều nơi trời sẽ se lạnh, đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại từ ngày 29 tháng 4. Khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa to mới và sẽ kéo dài cho tới từ 5 đến 10 ngày tùy từng khu vực. Nhiều khả năng có sẽ xảy ra mưa to đến rất to, đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, dưới tác động của hoàn lưu vùng áp thấp nóng phía Tây, trong đêm nay cả miền Bắc trời nhiều mây không mưa. Sáng đến ngày mai, vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng suy yếu chậm ở phía Tây Bắc Bộ, trời nắng từ sớm với nhiệt độ cao nhất ngày tiếp tục ở mức cao từ 35 đến 37 độ. Còn các nơi khác, nhiệt độ cao từ 38 đến 39 độ, trời vẫn xảy ra nắng nóng gay gắt. Đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, nhiệt độ trong khoảng từ 33 đến 36 độ. Lùi xuống khu vực miền Trung, trong ngày mai dọc các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào cho đến phần phía Bắc của Bình Định tiếp tục xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao từ 35 đến 37 độ. Riêng vùng núi phía Tây, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 38 đến 40 độ. Còn các tỉnh thành còn lại, khu vực từ Phú Yên trở vào cho đến Bình Thuận thì nhiệt độ vẫn duy trì ở mức từ 35 đến 37 độ. Lùi xuống phía Nam, trong ngày mai, hai khu vực này trời có nắng từ sớm với cường độ nắng mạnh. Ở vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng ở ngưỡng từ 35 đến 36 độ. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai duy trì gió Đông Nam với cường độ cấp 3. Khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió nhẹ, biển êm,